vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn ngày hôm nay. Các bạn thân mến, sau chiến dịch thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ nhất trong 4 thập kỷ, các học giả và nhà thực hành kinh tế đang tiến hành nghiên cứu để tìm ra điều gì đó có thể ngăn chặn cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và cách đảm bảo những sai lầm tương tự sẽ không lặp lại. Các thị trường đã định giá việc lãi suất sẽ cao trong thời gian dài hơn, với một cuộc chiến mới ở Trung Đông làm tăng thêm rủi ro đối với triển vọng vốn đã không chắc chắn mà các ngân hàng trung ương phải đối mặt khi họ tập trung cho những cuộc họp cuối cùng của năm. Việc xem xét chính sách tập trung vào 3 cuộc tranh luận gồm: các ngân hàng trung ương có thể cho phép linh hoạt đến mức nào trong việc đạt được mục tiêu lạm phát, hiệu quả của việc mua tài sản trong tổ hợp chính sách và giá trị của việc phối hợp tiền tệ và tài khoá. Bloomberg đã khảo sát các nhà kinh tế trên khắp thế giới để thu thập quan điểm về 3 cuộc tranh luận đó. Kết luận của họ là gì? Các ngân hàng trung ương sẽ không phá vỡ nền kinh tế của họ để vội vàng đạt được mục tiêu lạm phát, nới lỏng định lượng sẽ được sử dụng tiết kiệm hơn trong tương lai và chính sách tài khoá có nguy cơ cản trở hoạt động của các cơ quan tiền tệ. Suy nghĩ lại mục tiêu lạm phát. Chừng nào mọi người còn tin rằng lạm phát sẽ quay trở lại mức 2%, các ngân hàng trung ương còn có thời gian để quyết định mức độ quyết liệt của họ trong việc theo đuổi mục tiêu đó. Các nhà kinh tế của 16 ngân hàng trung ương quan trọng nhất thế giới cho biết các nhà hoạch định chính sách sẽ có thêm thời gian để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu nếu điều đó đồng nghĩa với việc ít gây thiệt hại hơn cho nền kinh tế của họ. Cuộc khảo sát đặc biệt của Bloomberg cũng cho thấy một thiếu sót khá lớn cho rằng họ sẽ tiến xa hơn nữa, chấp nhận áp lực giá hơi quá mạnh hoặc quá yếu, miễn là kỳ vọng vẫn được duy trì. Oliver Blanchard, cựu chuyên gia kinh tế trưởng của IMF từ lâu đã lập luận ủng hộ việc nâng mục tiêu lạm phát, và cựu phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Victor Consenso cũng ủng hộ ý tưởng này. Nhưng đó là một quan điểm gây tranh cãi và chỉ có thể thực hiện được từ một vị thế đáng tin cậy. Điều đó có nghĩa là các ngân hàng trung ương cần phải đưa lạm phát trở lại mức 2% trước tiên. Xu hướng toàn cầu cho thấy lạm phát sẽ mạnh hơn trước đây, trong đó cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Mark Carney là một trong số những người cho rằng lãi suất sẽ không trở lại mức thấp trước đại dịch. Suy nghĩ lại về việc nới lỏng định lượng với cách tiếp cận linh hoạt hơn với các mục tiêu lạm phát 2%, chính sách tiền tệ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 rất khác ở nhiều nơi trên thế giới. Hàng ngàn tỷ USD, Euro, GBP và GBY, giá trị trong các chương trình mua tài sản hầu như không làm tăng giá cả trước các lực giảm phát toàn cầu cho đến khi các chính phủ sử dụng số tiền họ huy động được để nhét tiền vào túi người tiêu dùng trong thời gian phong tỏa vì Covid. Nhưng điều đó cũng bị cho là nguyên nhân làm bóp méo thị trường tài chính. Các giai đoạn cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ được một số người coi là kết quả trực tiếp của QE, nới lỏng định lượng và các thất bại trong quản lý và giám sát. Chỉ 40% các nhà kinh tế được khảo sát dự đoán các ngân hàng trung ương sẽ sử dụng QE giống như cách họ đã làm trước đây. 1/4 kỳ vọng họ sẽ triển khai nó một cách tiết kiệm hơn. Khoảng 30% cho rằng vai trò duy nhất của nó trong tương lai là một công cụ để giải quyết các mối lo ngại về ổn định tài chính và một thiểu số nhỏ không thấy nó được sử dụng lại. Việc kết hợp các chính sách lãi suất thấp và các chương trình QE quy mô lớn cho phép các kho bạc vay với giá rẻ để tài trợ cho các chiến dịch kích thích bảo vệ thị trường lao động, doanh nghiệp và người tiêu dùng khỏi sụp đổ. Nhưng sự sụt giảm chi tiêu trong suốt và kể từ đại dịch đã góp phần gây ra đợt bùng lạm phát mới nhất. Trong khi cần phải có cùng một hình thức kéo theo cùng một hướng để hạn chế nhu cầu, chính phủ sẽ lo ngại rằng nếu họ thắt chặt chính sách quá mạnh, cử tri sẽ thay thế họ bằng những người theo chủ nghĩa dân túy hoặc cực đoan. Điều đó làm dấy lên câu hỏi về việc liệu các ngân hàng trung ương có thể tự mình ổn định giá cả hay không. Các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát dự đoán chính sách tài khoá phần nào chống lại nỗ lực kiềm chế lạm phát ở Mỹ của Fed. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết rằng ông chưa sẵn sàng dựa vào kiểu kết hợp đó. Nhiệm vụ của chúng tôi là mang lại sự ổn định về giá bất kể quan điểm của chính sách tài khoá, ông nói. Các ngân hàng trung ương cảnh báo rằng bất kỳ thất bại nào trong việc giảm quy mô chi tiêu tài chính đều có nguy cơ phải trả giá bằng lãi suất cao hơn. Họ cũng muốn các quan chức được bầu đưa ra các loại chính sách giúp mang lại tăng trưởng bền vững. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.